võ thần chúa tể chương năm nghìn tám trăm bốn mươi lăm đế chờ ngươi. ngươi hắc long hội lão tổ là vừa sợ vừa giận hắn một quyền đánh phía trên đỉnh đầu kinh khủng sát ý hắc hà một tiếng ầm vang đã mất đi đại bộ phận bản nguyên chi lực bàn tay hắn đụng vào sát ý hắc hà lập tức cảm thấy một cổ vô cùng cứng cỏi sức mạnh bắn ngược mà đến càng là đem công kích của hắn ngạnh sinh sinh cho khiên xuống. oanh thân hình hắn nhanh lùi lại trực tiếp bị đánh bay hơn vạn trượng kinh sợ nhìn xem đỉnh đầu một mặt khó có thể tin phía trước hắn buông xuống thời điểm tần trần phóng thích ra những thứ này sát ý hắc hà rõ ràng bị hắn thần để khí tức trong nháy mắt liền đánh sơ sát vỡ ra tới vì cái gì bây giờ ngươi lúc trước ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực hắc long hội lão tổ hoảng sợ quay đầu nhìn tần trần nếu như tần trần ngay từ đầu liền bộc phát ra khủng bố như thế sát ý hắc hà chi lực hắn quyết không thể dễ dàng như thế liền buông xuống cái này nam nguyên thành đối phó ngươi bạn đế cần thi triển ra toàn bộ thực lực sao tần trần lạnh lùng nói động tác trong tay lại là không ngừng ngừng mau dừng lại hắc long hội lão tổ bất kể như thế nào trốn chạy đều không thể đào thoát tần trần không gian nắm bắt trong lòng kinh sợ vạn phần thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nếu như là bản thể hắn ở đây sao lại bị một cái nho nhỏ đại đế khi nhục như thế nhưng lúc này đã không phải do hắn lòng tự trọng cao ngạo vội vàng cả giận nói Đi mau dừng lại hết thể dễ nói đây chỉ là bản tổ một đạo phân thân mà thôi, liền xem như ngươi diệt bản tổ phân thân, cũng không có ý nghĩa, cần gì phải liều mạng đuổi tận giết tuyệt. Hắc Long hội lão tổ nhìn xem tầng trần nội tâm lo lắng, hắn mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nếu bị diệt còn có thể lại độ ngưng kết, nhưng hôm nay bản thể hắn đang ở vạn thần chi khư, trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Mà đạo này phân thân chính là hắn tọa trấn Hắc Long hội tổng bộ thủ đoạn, một khi phân thân bị diệt, vậy hắn Hắc Long hội tổng bộ sẽ không còn đỉnh cấp chiến lực tọa trấn, Đến lúc đó một khi có ngoại địch xâm nhập, mặc dù rất nhiều đỉnh cấp bảo vật hắn đều đã mang theo người. Nhưng trong tổng bộ vẫn có những năm gần đây hắn tích lũy bảo vật, và nhất bị người cướp đi thiệt hại có thể so sánh hắn đạo này phân thân là hơn nhiều. Hắn không dám đi liều lĩnh tràn phiêu lưu này. Tần trần nhìn xem hắn, lại là không có chút nào để ý tới. Ầm ầm. Mấy lần vô bắt phía dưới Hắc Long hội lão tổ phân thân hư ảo, đã mất đi đại bộ phận thần đế bản nguyên cổ này phân thân ẩn ẩn có sụp đổ xúc động không hắc long hội lão tổ hai mắt trừng trừng hai con ngươi đỏ thẫm. đi tiểu tử mau dừng tay người nếu dám diệt ta cổ này phân thân cửu thiên thập địa hoàn tuyền cửu u bản tổ nhất định phải đem ngươi đuổi tận giết tuyệt thiệt nát xương tan nhìn thấy cầu xin tha thứ vô dụng hắc long hội lão tổ chỉ có thể kinh sợ quỳ hiếp gào thét hoàn tuyền cửu u tần trần cười nhạo một tiếng dây bản đế chờ ngươi lấy cái này hắc long hội lão tổ tính tình tất nhiên kết thù tần trần không có ý định có hòa hoãn ý nghĩ bực này nhân vật sở dĩ biết nói lời hữu ích đơn giản là tình thế bức bách mặc kệ chính mình thả hay là không thả qua hắn chờ hắn từ vạn thần chi khư trở về tất nhiên sẽ đối với chính mình đồng thủ nếu như thế cần gì phải lưu hắn một mạng đâu chết cuối cùng một trảo nhô ra kinh khủng không gian quy tắc bao phủ hắc long hội lão tổ đem hắn phân thân bên trong cuối cùng một tia thần đế bản nguyên tại chỗ bắt ra không ta cái này phân thân. a, à, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tần trần, tần trần ta tất sát ngươi. Oanh! Cuối cùng một đạo thần đế bản nguyên rơi vào trong tay tần trần, hắc long hội lão tổ phân thân lại không ngưng tụ sức mạnh, tại chỗ tán loạn ra hóa thành đầy trời tinh khí tiêu tan. Tán loạn phía trước, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm tần trần, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng. Tần Trần lại thần sắc rất là bình tĩnh. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi hắc long hội lão tổ như thức thời chính mình cũng lười chuyên môn đi tìm hắn nếu không thức thời cái này nam vũ trụ hải to lớn cương vực cũng là thời điểm nên thay cái chủ nhân giống hắc long hội loại này trốn ở xó xỉnh âm u bên trong hắc ám tổ chức nên không như thế quan minh chính đại tồn tại ở trên thế giới này vạn thần chi khư một mảnh hư không vô tận đại lục phía trên khắp nơi đều là hư không loạn lưu vô số đá vụn tản mát tại chỗ xa kia từng tòa cổ lão đen như mực sơn phong cao vút ở đó đây là vạn thần chi khư bên trong một cái đặc thù hiểm cảnh. Những thứ này đen như mực trong ngọn núi thỉnh thoảng sẽ dựng dục ra tới một chút đặc thù chất lỏng màu đen. Loại dịch thể này nắm giữ chữa trị thần hồn cùng nhục thân công hiệu, cho dù là đỉnh phong cấp đại đế cường giả bản thân bị trọng thương chỉ cần phục dụng một dọc loại này đặc biệt màu đen linh dịch liền sẽ cấp tốc chữa trị nhục thân cùng thần hồn. Bởi vậy bị vạn thần chi khư các cường giả xưng là hắc kim chi dịch. Thậm chí bực này hắc kim chi dịch đối với thần đế cấp cường giả cũng có một tia yếu ớt chữa trị công hiệu. Bây giờ, tại những này màu đen sơn phong phụ cận, ẩn ẩn có rất nhiều khí tức khủng bố mai phục, cũng là tiến vào cái này vạn thần chi khư bí cảnh vũ trụ hải các cường giả tại cái này trong coi hắc kim quán. Nhưng những này cường giả lại đều không có tới gần những cái kia màu đen sơn phong, mà là tìm phục tại màu đen sơn phong nơi xa, nhìn xem trong đó một chỗ đen như mực hư không sắc mặt có kiên kỵ. Thần đế cường giả Tất cả mọi người biết được nơi đó ẩn núp một cái thần đế cường giả nhưng nói chung hắc kim đối với thần đế cường giả công hiệu cũng không mạnh cho nên bình thường sẽ không có thần đế cường giả nhìn trúng nơi đây chuyên môn ở đây chờ đợi cũng không lâu phía trước lại có một tôn thần đế không để ý đến thân phận thế mà chiếm cứ cái này hắc kim chi địa làm cho những này các cường giả giận mà không dám nói gì chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đối phương rời đi nhưng vào lúc này oanh vùng hư không kia trong nháy mắt nổ tung một luồng khí tức kinh khủng giống như núi lửa phun trào đột nhiên bao phủ ra xung kích hướng bốn phương tám hướng. Tân Trần, Tân Trần, dám diệt bản tổ một đạo phân thân, ta hắc long hội cùng ngươi không chết không ngừng. Phẫn nộ tiếng gào thét trầm thấp từ sâu trong nổ tung truyền đến, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hắc kim quán mạch khu vực, để cho bốn phía ẩn núp vô số cường giả nhóm nghe cũng là biến sắc. Khí tức kinh khủng như thế hiển nhiên là cái kia thần đế cường giả nổi điên. Hắc Long hội vị kia thần đế là Hắc Long hội cái tên này vì cái gì chưa từng nghe qua? Ta tại trong trong vũ trụ hải thế lực bản đồ phân bố nhìn thấy qua, Hắc Long hội hẳn là nam vũ trụ hải một cái thần quốc thế lực, nói như vậy trước mắt cái này thần đế cường giả, chính là cái kia nam vũ trụ hải Hắc Long hội sáng lập thủy tổ. Nguyên lai like là đến từ nam vũ trụ hải cấp độ kia địa phương thần đế, khó trách sẽ đối với Hắc Kim bực này phổ thông chí bảo đều cảm thấy hứng thú, nhưng cái kia tầng trần thì là người nào? Có thế gì Hắc Long hội lão tổ một đạo phân thân, chẳng lẽ cũng là cái nào đó thần đế tiền bối vì sao tại chúng ta trong tình báo đều chưa từng xuất hiện qua hừ diệt hảo đường đường thần đế lại cùng chúng ta tới tranh đoạt hắc kim bảo vật như vậy bực này cách cục không gì hơn cái này từng đạo thần niệm lẫn nhau giao lưu vô số cường giả lại là hả giận lại là khẩn trương nhưng cũng không dám quấy nhiều hắc long hội lão tổ chỉ sợ rước lấy hắn tức giận ai cũng có thể cảm giác được hắc long hội lão tổ nội tâm vô biên phẫn nộ ở đó sâu trong hư không. Hắc Long hội lão tổ mở ra tức giận sông đồng, quanh thân vô biên hư không giống như cái gương vỡ nát tầng tầng nứt ra cực kỳ dọa người. Tân Trần, bản tổ nhớ kỹ ngươi, dám càng đảm hủy đi bản tổ phân thân, thù này không báo không phải thần đế. Hắc Long hội lão tổ bị khuất phẫn nộ, bị một cái cấp đại đế cường giả diệt đi phân thân, chuyện này với hắn mà nói là một cái cực lớn sỉ nhục. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc sỉ nhục thời điểm ta tại Hắc Long hội tổng bộ còn có lưu một ti bản nguyên hạt giống, nhất thiết phải kích hoạt đạo này bản nguyên hạt giống, tạo thành một bộ mới hóa thân trấn thủ tổng bộ hạch tâm chi địa, bằng không như bị ung quốc những thế lực này biết được, đối với ta Hắc Long hội tổng bộ phát động tiến công, bản tổ ta tích lũy nhiều năm như vậy sợ đều muốn bị cướp sạch không còn một mống. Hắc Long hội lão tổ thần sắc lo lắng, liền xem như hắn đến lúc đó từ vạn thần chi khư quay về, lại giết hướng ung quốc, nhưng bị đoạt đi bảo vật cũng liền cướp đi, hắn chưa hẳn có thể từ ung quốc quốc chủ trên thân kiếm được bao nhiêu tiện nghi, thật cho đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Ông Hắc Long hội lão tổ lúc này ngồi xếp bằng, bằng vào tự thân cùng bản nguyên ở giữa yếu ớt liên hệ, kích hoạt một viên kia bản nguyên hạt giống, lại độ ngưng kết một đạo tọa trấn hình chiếu. Vạn thần chi khư cực kỳ thần bí, một khi tiến vào không dễ dàng có thể rời đi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách hết thể sức mạnh, bằng vào lưu lại bản nguyên hạt giống điều khiển kích hoạt vẫn là có thể được giống như phân thân tại Nam Nguyên Thành vẫn lạc tin tức đồng dạng sẽ truyền lại đến hắn loại này địa phương. Hắc Long hội tổng bộ, khu vực Hạch Tâm. Đen như mực rộng rãi cung điện cao vút thiên địa, vô số Hắc Long hội hộ về thủ hộ nơi đây giống như thạch điêu. Ở đây chính là Hắc Long hội lão tổ cư trú hành cung, cũng là Hắc Long hội khu vực Hạch Tâm nhất. Toàn bộ tổng bộ khu vực, khắp nơi đều là từng đạo khí tức âm lãnh tràn ngập đề phòng xâm nghiêm. Ở đó hành cung phía trên, tối đen như mực hỏa diễm thiêu đốt lên, đó là đại biểu hắc long hội lão tổ thần hồn chi hỏa tại thủ hộ trấn thủ lấy toàn bộ tổng bộ hạch tâm chi địa lúc này tại cái này hạch tâm chi địa xó xỉnh âm u một đạo khí tức vô hình đang tìm phục tại cái này hiếp mắt cảm giác phía trước cổ lão đen như mực đại điện đại điện này hẳn là cái kia hắc long hội lão tổ bản bộ chỗ á bên trong ẩn ẩn có một cổ làm ta rung động khí tức hẳn là cái kia hắc long hội lão tổ lưu lại thủ đoạn không biết tần trần tiểu tử kia cùng cái này hắc long hội lão tổ giao phong như thế nào bóng đen này chính là ma lệ cảnh giác bốn phía cẩn thận từng ly từng tí mặc kệ hắn như thế nào phách lối nhưng cũng biết hắc long hội lão tổ chính là thần đế cấp cường giả một thân thủ đoạn rất nhiều đối mặt dạng này cường giả nhất thiết phải cẩn thận bằng không chính mình tùy tiện ra tay đối phương phân thân như cũng không bị tần trần diệt sát cái kia chẳng phải là thay tần trần cổng nồi sao cho nên ma lệ cực kỳ có kiên nhẫn đột nhiên oanh tại hắc long hội lão tổ phân thân bị tần trần chém vết trong nháy mắt toàn bộ hắc long hội tổng bộ kịch liệt chấn động hành cung phía trên ngọn lửa màu đen càng là phù một tiếng trực tiếp diệt sạch nguyên bản làm cho ma lệ ẩn ẩn kiên kỵ khí tức trong nháy mắt tiêu thất lão tổ thần hồn hỏa chi dập tắt cái này đến cùng phá sinh cái gì hắc long hội tổng bộ vô số bọn hộ vệ hoảng sợ nhìn phía sau đại điện từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi lão tổ phân thân chẳng lẽ xảy ra chuyện sao tại những này bọn hộ vệ hoảng sợ thời điểm giấu ở trong bóng tối ma lệ con mắt lập tức sáng lên ha 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 cái kia hắc long hội lão tổ tất nhiên là bị tần trần thu thập chết yeah. sư sure. trong lòng ma lệ đại định trong nháy mắt xong ra lao thẳng tới hắc long hội tổng bộ hành cung bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc bạn nghe truyện vui vẻ